Vâng, chào chị. Ngày hôm nay chị cũng để đến văn phòng này. Và lần trước bạn đọc của tờ Thời báo chấm d sau khi xem đoạn video phỏng vấn về việc rất nhiều người Việt Nam ở Đức, ở Berlin bị một người gọi được cho là lừa đảo tiền, thì chị đã có biện pháp nào về cái việc xử lý về mặt pháp luật với ông cái người lừa đảo đó chưa? Chị có thể thông báo cho bạn đọc biết. Vâng, cũng xin chào anh. Cũng muốn nói với anh là cách đây mấy hôm thì tôi cũng đã tố cáo cái chuyện của anh Hoàng Xuân Bách, Nguyễn Xuân Bách. Thế nhưng mà theo tôi được biết thì cũng có thêm rất là nhiều người bạn đến đây để tố cáo tiếp cái vụ việc. Như tôi, như ngày hôm nay cũng có chị bạn cũng lên để tố cáo tiếp, thì tôi tiện đây tôi cũng nói luôn là theo tôi biết cách đây khoảng một tuần anh Nguyễn Xuân Bách mới đi lên sứ quán, đại sứ quán Việt Nam để làm lại hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu mới vì hết hạn ở đại sứ quán. Thì theo tôi nghĩ những cái vấn đề này anh có gia hạn hay không gia hạn thì cũng không vấn đề gì cả, nhưng mà tôi cũng tiếp theo đây một thời gian ngắn đây tôi sẽ đưa anh ấy ra ánh sáng để tiếp tục công an vào cuộc vụ này làm rõ là giấy tờ giả như thế nào để cho mọi người khỏi bức xúc. Và tiếp theo tới đây nữa tôi cũng nghĩ là còn rất là nhiều người bạn của tôi sẽ là hó hẹn với anh lên đây để làm tố cáo tiếp những cái vụ này. Dạ. Vâng, như theo cái tờ giấy tờ mà các chị mang đến đây thì đây rõ ràng là cuốn hộ chiếu của ông ta, rất rõ vào cái chữ ký của ông Nguyễn Minh Vũ. Thì hiện nay Nguyễn Minh Vũ cũng là đại sứ của Việt Nam tại ở Đức, vừa được bổ nhiệm. Thế như vậy cách đây một thời gian rất ngắn ông đã đổi được hộ chiếu khác, thì cái việc kiểm tra của tòa đại sứ có lẽ là cũng phải xem xét lại, bởi vì là nếu mà không đúng người thì mà hộ chiếu như thế này thì rõ ràng là có lẽ là hình như hộ chiếu có lẽ cũng sẽ vi phạm pháp luật Việt Nam. Đúng rồi, sẽ vi phạm pháp luật Việt Nam và vi phạm kể cả là luật pháp của nước Đức cũng như vậy. Sớm muộn gì ông cũng bị phải ra ngoài ánh sáng. Sớm muộn công an sẽ vào cuộc. Vâng. Yeah. Tôi cũng sẽ lên sứ quán để khiếu lại cái vụ này. Tại sao anh ấy giấy tờ như thế này mà có thể làm lại gia hạn được? Và sớm muộn gì tôi cũng ra công an báo để công an Đức, hộ khẩu Đức này sẽ người ta sẽ điều tra rõ ràng về cả cái vụ việc là anh còn ăn trợ cấp xã hội bao nhiêu năm. Đấy. Báo luôn cho là sở job center để cho họ cắt tiền của anh ta đi. Tôi nói là tôi sẽ làm vụ này. Vâng, rất cảm ơn chị. Và như vậy là bạn đọc cũng sẽ biết được là cái tiến trình tới đây của những cái người mà đang nạn nhân của ông được nói tên là ông Bách, thì họ sẽ tiếp tục có những biện pháp về mặt pháp lý. Và đến văn phòng của tờ Thời báo.de là một tiếp tục một nhân chứng nữa cho cái việc mà một người ở Berlin được cho rằng lừa đảo để vay tiền và làm những việc khác. Vậy chị có thể cho biết những thông tin về cái việc này không ạ? Hôm nay tôi đến đây để có thêm một nhân chứng góp phần đưa ra ánh sáng ông Nguyễn Xuân Bách tên thật và tên trong hộ chiếu giả là Hoàng Gia Bình, một tên lừa đảo có nòi từ trước những năm 90 ở Tiệp. Tôi cũng là một trong những người rất thân với ông và vợ con ông đấy. Khi đến vay tiền tôi và mọi người thì ông ấy đang ở cùng với con gái ông là Nguyễn Thị Quỳnh Chi, và ông ta còn có một văn phòng dịch vụ lấy tên là Bách Châu ở số 4 phố Masaner Strasser. Ông đấy đã lừa tôi và rất là nhiều người. Ông ấy luôn dùng câu là cần vay nóng trong vài ngày để giả. Gia đình ông ấy đang chuyển sang và sẽ giả ngay. Nhưng sau vài lần, tất cả những người cho ông ấy vay và bản thân tôi nữa đòi ông ấy thì ông ấy trốn, không nghe điện thoại và trốn không thể nào mà gặp được ông ta. Sau đó thì tôi có tìm đến gặp vợ ông ấy. Vợ ông ấy cũng hứa sẽ trả dần. Nhưng cho đến nay hơn 2 năm trời, chúng tôi, tất cả những người, những nạn nhân không tài nào mà tìm được ông đấy và cũng không biết hỏi ai. Đến nay thì chúng tôi rất bức xúc vì lòng kiên trì của con người thì có hạn. Đây là xương, là máu, là tuổi trẻ của một đời người phải hy sinh, phải đánh đổi để có được mà bị một tên lừa đảo chiếm đoạt. Nhưng nó vẫn sống ngang nhiên, gia đình nó vẫn bất chấp luật pháp, không có trách nhiệm đến với những nạn nhân như chúng tôi. Tôi thiết nghĩ là ở Việt Nam, với theo tôi được hiểu biết là 200 triệu thôi, chỉ trong vòng 200 triệu đã bị bỏ tù, nhưng hắn ta đã vay, đã lừa đảo bao nhiêu người vô tội, người cộng đồng người Việt ở đây mà vẫn sống ngang nhiên.
đối với một đất nước có nền luật pháp rất nghiêm minh mà. Thế chị có thể miêu tả chi tiết là chị đã bị lừa thế nào và bao nhiêu tiền, và họ vay vào việc đấy việc gì và tại sao chị lại cho người ta vay như vậy? Vì hắn ta lợi dụng cái tình thân quen của mọi người, toàn những người thân quen, họ hàng, có những người là họ hàng, có những người là bạn bè, thân quen, chơi với gia đình, thì hắn dùng cái sự công việc của hắn làm dịch vụ, cho nên là hắn quen biết rất nhiều người ở đây và cứ dùng con bài là vay nóng, và khi mà chưa có trả hoặc là không khả năng chưa trả được thì hắn lại dùng là cho anh đang bận làm ăn, anh sẽ trả lãi, nhưng mọi người cũng nhiều người cũng chưa lấy được đồng lãi nào của ông ta. Mà theo tôi nghĩ chúng tôi rất bức xúc, muốn hôm nay đến văn phòng của Thời báo.de để thông báo cho cộng đồng người Việt ở Berlin nói riêng và ở nước Đức nói chung biết để cảnh giác, và cũng đề nghị các cơ quan pháp luật của Việt Nam và nước Đức sớm đưa kẻ lừa đảo này ra để phán xét. Vâng, như vậy là ông ta cũng đã, theo như chị miêu tả là ông ta đã lừa nhiều người. Thì bây giờ chị có thể cho biết những cái thông tin nào mà chị cũng nắm được từ ông ta không ạ? Tôi, sau khi chúng tôi là những nạn nhân có nghe thấy chuyện là ông đấy đã vỡ nợ và không biết ông ấy dùng tiền để làm gì, người thì nói là tất cả tài sản của ông đấy thì được vợ ông đấy đưa về mua nhà ở Việt Nam và đầu tư cho con cái. Nhưng chúng tôi không biết đó là người này đồn, người kia đồn, chúng tôi cũng không hiểu được sự thật. Nhưng ông ấy vay đến số tất cả những người nạn nhân gặp nhau và rất bức xúc và đã cho nhau biết là thậm chí đã lên đến con số gần 1 triệu euro. Chúng tôi không biết được là làm ăn của ông đấy như thế nào, nhưng mà dùng cái sự thân quen của mọi người đối với gia đình để lừa đảo những con người lao động rất là cực nhọc. Và tôi không biết là ông ấy có khả năng chi trả được hay không, nhưng đến nay chúng tôi phải đưa ra ánh sáng với cái việc lừa đảo của ông ấy. Vâng, như vậy là sự việc đã diễn ra khá lâu rồi. Thế chị vào những cái người mà được cho rằng là lừa đảo như vậy thì đã báo cho công an Đức hoặc là bên những cái nơi mà họ chịu trách nhiệm về việc này chưa? Vì chúng tôi nghĩ là cứ chờ đợi để ông đó sẽ lấy những số tiền đã vay của chúng tôi để dần dần trả lại cho chúng tôi. Nhưng sự chờ đợi của chúng tôi đến giờ phút này thì không còn hy vọng. Cho nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi thì không biết luật pháp của nước Đức thông thạo, cho nên là chúng tôi đến tòa soạn để Thời báo.de để nhờ tòa soạn đưa ra ánh sáng và can thiệp luật pháp để đưa ông ta ra để phán xét. Vâng, thế như vậy là chị cũng và mọi người cũng chưa báo cảnh sát về việc này. Thì Đức là một nhà nước pháp quyền, thì đương nhiên với những cái giấy tờ mà chị có thể cho khách mọi người xem về cái thông tin của ông hoặc là những cái tờ giấy nợ được không ạ? Theo tên thật của ông ở Việt Nam với vợ với con là tên Nguyễn Xuân Bách. Khi ông ấy viết giấy vay nợ với tất cả mọi người thì ai cũng nghĩ là ông ấy tên Nguyễn Xuân Bách, nhưng không ngờ ông đã mua một quyển hộ chiếu giả từ năm 2003-2002 gì đó. Thì ông ấy đã chuyển, thì tên của ông ấy là Nguyễn Hoàng Gia Bình. Cho nên là khi chúng tôi nhận được cái tờ giấy nợ của ông ấy là Hòa Nguyễn Xuân Bách thì chúng tôi không thể hiểu được ông ấy coi như là lừa đảo chúng tôi cả đến cả cái chuyện là ông ấy có hai tên như thế này. Cho nên khi chúng tôi đưa ra luật pháp mà chúng tôi không có bằng chứng là tên giả và tên thật thế này thì là chúng tôi cũng chưa làm được gì. Thế những cái thông tin mà chị đã đưa ra đấy, cũng quyển hộ chiếu rồi những cái địa chỉ nơi ở rất rõ ràng như vậy, thế hiện nay thì ông ta đang làm kinh doanh gì hay là làm gì ở Đức để sống ạ? Theo như các nạn nhân của ông ấy nói lại thì hiện nay ông ấy đang ăn trợ cấp, mà ông ấy ăn trợ cấp rất là nhiều năm qua đó. Và với cái tên giả, ông ấy sống chui lủi, bây giờ không ai tìm được ông ấy và cũng không biết ông làm cái gì nữa. Chị vừa đưa ra thì thấy rõ ràng là có cả địa chỉ nhà ở nữa, thế chị đã đến đây gặp ông chưa? Tôi đã đến nhiều lần và tôi đã gọi điện cho ông nhiều lần,
Nhưng khi đến cái nhà cũ của ông ấy thì con gái ông ấy đã nói là từ ông ấy, thế nên là ông ấy không sống ở đó nữa và ông ấy chuyển sang số nhà khác. Nhưng mà chúng tôi cũng rất nhiều người lần chúng tôi rủ nhau đến đó cũng không thể gặp được, lên tận nhà cũng không gặp được và đập cửa cũng không thấy ông trả lời. Ông ấy sống chui lủi ở đâu chúng tôi cũng không thể tìm ra được. Vâng, như theo chị đã nói thì số tiền và tổng số tiền như những cái người bạn giống như chị cũng cho ông ấy vay tổng đến gần như chị vừa nói vừa xong là gần 1 triệu euro đúng không ạ? Thì số tiền rất là lớn. Thế thì những cái tài sản gì đó của ông ấy ta ở Việt Nam có hay không? Chúng tôi chỉ được biết ở ông ấy có một cái căn nhà từ ngày xưa vợ chồng ông gây dựng, thì tôi không biết là đó là tài sản chung của vợ chồng ông đó từ những năm trước. Thì có một căn nhà số 47 Lê Hồng Phong và chúng tôi cũng chỉ biết đó, và ông ấy dùng cái sự tài sản của ông ấy để ông ấy đi vay mượn, và ai cũng nghĩ ông ấy làm ăn, gia đình nhà ông ấy vợ chồng Châu Bách là làm ăn từ xưa đến nay dịch vụ ở Berlin, cho nên là số tiền rất là nhiều, cho nên mọi người tin tưởng là với cái tài sản của ông ấy thì là làm cái chỗ niềm tin cho mọi người. Khi mà sự việc vỡ lở thì chúng tôi mới thất vọng là vợ thì bảo ly dị chồng, con thì bảo từ bố mẹ, từ bố, cho nên chúng tôi không biết hỏi ai. Vâng, chị có thể nói rõ cái địa chỉ cái nhà ở Lê Hồng Phong đó và cái trị giá tài sản nếu theo chị biết thì khoảng bao nhiêu tiền nếu cái căn nhà đó ở Việt Nam? Tôi thì tôi không nắm rõ cái bất động sản ở Việt Nam, nhưng mà nếu mà với cái căn nhà như vậy cũng phải 2-30 tỷ, 20 tỷ khoảng trở lên. Đó. Vâng, như vậy là số tiền rất lớn và có thể nếu bán đi thì có thể trả được rất nhiều khoản nợ ở bên này đúng không ạ? Chúng tôi cũng nghĩ rằng là người ta Việt Nam có câu đói cho sạch rách cho thơm, dù có đi ăn mày thì cũng vợ chồng con cái cũng phải bàn bạc để mà giải quyết tất cả những cái vấn đề còn tồn đọng lại của chồng của cha với tất cả những nạn nhân, ít nhất là cũng có được một lời nói an ủi chúng tôi để chúng tôi còn hy vọng và cũng còn thông cảm cho gia đình. Nhưng đến nay chúng tôi nói chung là chúng tôi đã bàn nhau để mà đến gặp nhưng không thể nào gặp được, cho nên chúng tôi thất vọng hoàn toàn. Nhưng tôi nghĩ muộn còn hơn không, phải đưa những sự việc này ra ánh sáng để mà cho các cơ quan pháp luật phán xét. Vâng, nhưng mà theo chị vừa trình bày thì rõ ràng là ông ta vẫn có hộ chiếu Việt Nam, có nghĩa là vẫn được quốc tịch Việt Nam, và ngoài ra thì cũng như chị nói là ông ta có tài sản ở Việt Nam rất lớn như vậy. Thế thì chị đã báo cái việc này cho Đại sứ quán Việt Nam ở Đức chưa? Bởi vì là rõ ràng là về mặt lãnh sự thì nếu ông dùng hộ chiếu mà không đúng tên thì đấy là một cái sự vi phạm pháp luật Việt Nam nữa. Vì đây là chỗ thân quen và chúng tôi cũng đang chờ đợi, cho nên là chúng tôi chưa làm được gì. Đến nay chúng tôi qua cái sự việc đến văn phòng thời báo DE, qua cái việc này chúng tôi sẽ, những nạn nhân sẽ họp lại và cũng sẽ bàn đến chuyện phải đưa ông ra để phán xét. Nếu gia đình ông ấy không có trách nhiệm với các nạn nhân như chúng tôi.